May mắn, hạnh phúc là lời chào đầu tiên mà Ngọc Như và Sơn Hiền xin gửi đến bà con và quý khán giả quen thuộc của bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin hôm nay chúng tôi tiếp tục chọn lọc những thông tin nông nghiệp hữu ích gửi đến bà con và quý khán giả. Tiền Giang, nông dân vui vì thanh long tăng giá trở lại đón Tết. Nhà vườn trồng bưởi da xanh tỉnh này cũng chuẩn bị hàng Tết nhộn nhịp. Hậu Giang sẽ có khoảng 6.000 trái bưởi hồ lô, sản phẩm độc lạ hút khách chào Tết Kỷ Hợi. Bỏ vườn cà phê chuyển sang cây bơ bút, nông dân thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương đang dần cân bằng ổn định cuộc sống trước thời giá cà phê bấp bênh. Bà con và quý khán giả thân mến, Tết thì ngoài những món ăn truyền thống không thể thiếu thì qua kiển chưng để làm đẹp nhà cửa cũng được nhiều người quan tâm. Vậy nên qua kiển những ngày Tết bán rất chạy và giá cũng cao nhất trong năm. Và những cái chậu kiển như hoa hồng hay là hoa lây ơn như thế này đang phát triển rất là tươi tốt tại xứ sở hoa Đà Lạt, Lâm Đồng, được khách hàng đón nhận rất là nồng nhiệt. Tết này thì tôi sẽ mua tặng anh Sơn Hiền một chậu mà anh thích. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Ngọc Như trước. Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì chị đã ưu ái cho tôi như vậy. Thưa quý khán giả và bà con, thời điểm này thì chúng ta thấy là nhà vườn khắp nơi chuẩn bị hoa kiển kỹ lắm. Loại nào, số lượng bao nhiêu đều đã tính trước. Mời bà con và quý khán giả cùng xem hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Những ngày này, nông dân tại các làng hoa của Đà Lạt đang tất bật chăm sóc, sẵn sàng cung cấp một lượng hoa lớn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2019. Được biết, tổng diện tích trồng hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán năm 2019 của Đà Lạt là 1.500 ha. Trong đó, diện tích hoa cúc là 544 ha, hoa hồng 312 ha, lay ơn 154 ha, hoa lily 75 ha, khoảng 25 triệu cành, cát tường 120 ha, khoảng 40 triệu cành, địa lan 35 ha, khoảng 400.000 cành và một số loại hoa khác chiếm 260 ha. Nhờ bà con nông dân tập trung đầu tư chăm sóc, nên phần lớn diện tích hoa cung cấp cho thị trường Tết sắp tới đều sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hiện một số vườn địa lan trên địa bàn Đà Lạt đã có dấu hiệu trổ hoa, khả năng nở sớm là rất lớn. Vào những ngày này, bà con nông dân chợ gạo tỉnh Tiền Giang cũng tích cực chăm sóc bưởi da xanh để kịp cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán. Bưởi da xanh hiện nay thì Ngọc Như cập nhật được là giá chỉ bằng phần nửa năm rồi thôi. Vậy thì Tết này có thể là bà con mình sẽ kém vui hơn đúng không anh Sơn Hiền? Vâng, với cái giá này thì thu nhập của bà con mình có giảm đáng kể. Nhưng mà tính ra thì cũng có lời, nhưng mà lời ít thôi. Nhà vườn chợ gạo vẫn hăng hái chăm sóc bưởi vườn của mình. Hiện nay, bưởi da xanh được thương lái thu mua với giá 30.000 đến 34.000 đồng một ký. Vào dịp Tết 2017, bưởi da xanh có giá trên 60.000 đồng một ký, nông dân thu lời hàng trăm triệu đồng. Bà con hy vọng Tết năm nay bưởi da xanh tiếp tục được giá như vậy. Chợ gạo là nơi trồng bưởi da xanh lớn nhất của tỉnh Tiền Giang. Hiện huyện chợ gạo có trên 700 hectare bưởi da xanh, tập trung tại hai xã Sông Bình và Long Bình Điền. Cũng là bưởi nhưng mà khi tạo hình như thế này đây thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Từ lâu thì vùng đất ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được dòng sông Hậu bồi đắp phù sa, nước ngọt quanh năm. Và có hai loại trái cây thích hợp đó là bưởi và cam. Và những cái trái bưởi tạo hình hồ lô hay là thỏi vàng in chữ như thế này đây được sản sinh ra từ vùng đất này. Vâng, như bao người nông dân khác, ông Ba Thành quyết định chọn cây bưởi năm rồi. Chuyên canh bưởi mỗi năm cả trăm triệu đồng. Nhưng mà ông vẫn chưa hài lòng và luôn trăn trở làm sao để nâng cao hơn nữa giá trị của loại trái cây đặc sản này. Vậy là qua đôi bàn tay tài hoa của ông Ba Thành, những trái bưởi năm rồi Phú Hữu trở nên nước tiếng gần xa thông qua tạo hình độc đáo. Qua bao cái Tết, bưởi tạo hình vẫn chạy hàng với giá cao. Năm nay nhà vườn này đã chuẩn bị bao nhiêu trái? Mời bà con xem thông tin và chiêm ngưỡng cách tạo hình của ông Ba Thành, vua bưởi hồ lô Hậu Giang. Những năm trước, nông dân ở Châu Thành cung ứng ra thị trường khoảng 10.000 cho đến 12.000 trái bưởi tạo hình với nhiều mẫu mã đã được người tiêu dùng lựa chọn như bưởi hồ lô Tài Lộc, bưởi hồ lô Tài Lộc Đồng Tiền, Tài Lộc Lửng, Biển Đảo Quê Hương. Nhưng từ năm 2016 đến nay, sản lượng bưởi Tết nói chung và bưởi tạo hình sụt giảm sản lượng đáng kể, chỉ còn một nửa. Theo ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ trái cây tạo hình ấp Phú Trí A cho biết, năm nay ông chỉ cung cấp ra thị trường 3.000 khuôn các loại cho nhà vườn, còn riêng ông thì hợp tác với các nhà vườn ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, làm được 3.000 trái, các mẫu hồ lô Tài Lộc, Tài Lộc Thổi Vàng Đồng Tiền, Tài Lộc Lửng và Biển Đảo Quê Hương. Tổng số lượng bưởi Tết năm nay chỉ khoảng 6.000 trái, riêng huyện Châu Thành khoảng 1.200 trái.
Sau thời gian rớt giá sâu vào giữa tháng 9 năm 2018, đến thời điểm này, giá thanh long vụ nghịch trên địa bàn Bình Thuận tăng cao, dao động từ 18.000 đến 20.000 đồng một ký tùy loại. Nông dân rất là phấn khởi. Hiện người trồng đang tất bật để chăm sóc cho từng lứa thanh long trong đàn, hy vọng bội thu được giá, nhất là vào các dịp lễ Tết đang cận kề. Theo tính toán của nông dân, với chi phí trong đàn hiện nay, nếu mà giá thanh long khoảng 15.000 đồng một ký thì nông dân đã có lời phân nửa. Do đó giá thanh long hiện nay sẽ là niềm vui rất lớn cho bà con, nhất là thời điểm năm hết Tết đến. Hiện nay các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu thanh long cũng bắt đầu nhận nhiều đơn đặt hàng từ phía Trung Quốc để cung ứng dịp Noel và Tết. Thông thường từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 âm lịch, các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua thanh long để xuất sang Trung Quốc. Khi đó giá thanh long cũng tăng cao hơn ngày bình thường. Hiện nay thanh long Bình Thuận chỉ có khoảng 15% sản lượng tiêu thụ nội địa, 85% xuất khẩu. Dự báo trong tháng Tết, sản lượng thanh long thu hoạch từ 150.000 đến 200.000 tấn, bán với giá dao động từ 15.000 đến 19.000 đồng một ký. Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận cho biết, thời điểm này thanh long ở Bình Thuận tiêu thụ rất tốt, nhằm tránh tình trạng sản lượng thanh long tăng đột biến trong thời gian ngắn, khủng hoảng thừa cục bộ. Ngành nông nghiệp Bình Thuận khuyến cáo nông dân cần phải bố trí sản xuất trải vụ phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm để có vụ thu hoạch dịp Tết thắng lợi. Từ đầu tháng 12 đến nay, giá heo hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục duy trì xu hướng chững lại, thậm chí có nơi đi xuống. Giá heo hơi xuất chuồng tại miền Nam vẫn là nơi cao nhất cả nước, còn miền Bắc là nơi giá heo hơi thấp nhất sau 2 ngày liên tục giảm. Giá toàn miền đang được giao dịch ở mức 40.000 đến 48.000 đồng một ký. Các chuyên gia dự đoán Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, lượng tiêu thụ sẽ tăng. Đây là cơ sở để tin tưởng giá heo hơi xuất chuồng cuối năm sẽ tăng thêm. Kính thưa bà con và quý khán giả, mới đây Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam vừa chính thức được ra mắt. Và mục tiêu của tổ chức này là nhằm xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn Việt Nam. Từ đó thì tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản an toàn Việt Nam. Hoạt động đầu tiên của Liên hiệp Hợp tác xã là khai trương siêu thị, giới thiệu và bán nông sản an toàn. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 20 cửa hàng nông sản an toàn được mở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay là tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Hiệu quả từ việc chuyển đổi cây trồng sang trồng cây ăn trái của nông dân Lâm Đồng, xem mỗi địa phương này có đi đúng hướng hay không. Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng giúp cho nông dân tăng thu nhập là mục tiêu chung của chính phủ được các tỉnh thực hiện hiệu quả mấy năm nay. Và tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi những diện tích cây trồng chủ lực nhưng mà già cỗi kém hiệu quả sang cây ăn trái có giá trị cao như là sầu riêng, măng cụt, bơ. Tính đến hết mùa vụ sầu riêng năm 2018, huyện Đà Oai, Lâm Đồng là địa phương có diện tích trồng loại trái này nhiều nhất. Bên cạnh quy hoạch hỗ trợ kỹ thuật, ngành chức năng Lâm Đồng đã cấp phát 13.000 tem chứng nhận độc quyền nhãn hiệu sầu riêng Đà Oai cho 25 tổ chức cá nhân sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từng chiếc tem gắn lên từng sản phẩm sầu riêng đưa ra thị trường đã được khách hàng đón nhận tích cực, nên đã tăng giá trị lên từ 20% đến 50%. Những điển hình tỷ phú sầu riêng Đà Oai lần lượt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước, tiếp tục khẳng định uy tín và giá trị kinh tế từ cây sầu riêng chủ lực trên địa bàn. Đó là các diện tích trồng từ 1 hectare đến gần 2 hectare sầu riêng, thu lãi trong năm 2018 từ 1 tỷ 300 triệu đến 1 tỷ 800 triệu đồng, như xã Đà Oai gồm các hộ Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Oanh, Phạm Tấn Tư, Trần Văn Nhân, hoặc ở xã Đạp Loa có hộ Nguyễn Văn Phổ. Đến nay, toàn huyện Đà Oai có tổng diện tích 1.700 hectare sầu riêng kinh doanh, đạt tổng sản lượng 19.000 tấn. Dự kiến các con số này phấn đấu đạt được trong năm 2020, lần lượt là 2.500 hectare và 25 đến 30.000 tấn. Trong đó có 300 hectare diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp để gắn chứng nhận độc quyền nhãn hiệu sầu riêng Đà Oai trên thị trường.